Xin kính chào tất cả quý anh chị và các bạn. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với showroom Car Center, showroom mua bán xe lướt, xe đã qua sử dụng, có địa chỉ tại số 9 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội. Và ngày hôm nay trong số rất là nhiều mẫu xe ở đây thì em xin phép được giới thiệu đến quý anh chị và các bạn về một chiếc xe siêu lướt của cửa hàng em. Đây cũng là một trong những chiếc xe rất là lướt ở cửa hàng em, có thể gọi là lướt top 1-2 gì đấy, bởi vì cửa hàng em đa phần đều là xe lướt, xe đi ít km. Thì chiếc xe này là một chiếc Mercedes-Benz GLC 300 4MATIC với năm sản xuất là 2021 của anh chị và các bạn nhé. Chiếc xe này sản xuất 2021 và đăng ký cũng 2021 cuối năm. Lăn bánh chuẩn chỉ có 6.000 mile thôi. 6.000 mile thì nó sẽ tương đương với khoảng độ 8 đến 9.000 km của anh chị và các bạn nhé. Chúng ta cùng xem qua một vòng về chiếc xe này để cảm nhận về độ mới của nó quý anh chị và các bạn nhé. Như chúng ta có thể thấy ngay đây là mặt ca lăng đã thay đổi được phong cách mặt ca lăng của AMG. Đầu xe rất là đẹp này, nước sơn vẫn còn rất là đẹp và bóng nhá. Phần cụm đèn LED multi beam LED rất là đẹp, đặc trưng của Mercedes-Benz. Đây là bộ vành la răng 19 inch AMG rất là đẹp nhá. Cam 360, mọi chi tiết còn cực kỳ mới như một chiếc xe trưng bày tại hãng. Đây, phần đuôi xe, thiết kế tổng quan của Mercedes lúc nào cũng rất là tinh tế, sang trọng và đẳng cấp ở mọi góc nhìn. Phần cụm đèn sau và cụm đèn trước đã thay đổi so với form trước, phiên bản trước này. Chúng ta nhìn này, phần đèn trông khôn hơn và đẹp hơn rất là nhiều. Chiếc xe này là biển số Hà Nội quý anh chị và các bạn nhé. Một chủ mua mới từ đầu. C300 hệ dẫn động 4MATIC. Và bây giờ chúng ta hãy cùng xem qua về phần nội thất của xe. Em sẽ đi bắt đầu từ phần cốp, xong rồi lên hàng ghế sau và hàng ghế trước của anh chị và các bạn nhé. Đây, phần cốp chúng ta chỉ cần bấm nút mở khóa là có thể lên được. Có nút bấm ở trên cốp luôn, anh chị và các bạn nhé. Phần cốp rất là rộng, để được rất là nhiều đồ của anh chị và các bạn ạ. Còn đồ gì ở đây thì một lát em sẽ nói qua sau. Chúng ta đóng cốp và tiến lên hàng phía trước này và hàng phía sau này. Mọi chi tiết còn cực kỳ mới và đẹp của anh chị và các bạn nhé. Hàng ghế sau này mới đi có 6.000 mai thôi, hầu như là không có ai ngồi. Ghế vẫn nét căng này, đẹp nguyên này. Và chúng ta thấy gì ở đây rồi? Thấy cửa gió có gì khác không quý anh chị và các bạn? Và những cái hộp đồ mà chúng ta vừa thấy ở cốp là những hộp đồ zin của chiếc xe này. Chủ xe cũng đã độ lại rất nhiều về phần nội thất cũng như là ngoại thất của xe theo phong cách AMG. Và đây chúng ta có thể thấy đây là một trong những cái phần mà chủ xe độ thêm nhá. Loa bơn xay này, xoay này, cửa gió này. Đây, chúng ta có thể nhìn dòng chữ đây. Đèn viền nội thất rồi tất cả các thứ rất là đẹp luôn. Hàng ghế trước này, ghế phụ nhá, ghế lái nhá, những cái ô phân gỗ này, đấy, những cái chi tiết phím bấm các thứ là còn đẹp nguyên. Vô lăng này, lắp lô còn rất đẹp. Cửa sổ trời trên chiếc xe này là cửa sổ trời toàn cảnh panorama. Và toàn bộ đồ zin của chiếc xe này là vẫn còn nguyên trên xe quý chị và các bạn nhé.
Nên nếu là quý anh chị và các bạn nào không thích những cái món đồ mà gọi là độ kèm theo, thì chúng ta hoàn toàn có thể chỉ cần vài thao tác đơn giản ở gara là chúng ta có thể độ hết về zin. Đấy, nhưng mà theo cá nhân em thấy thì những cái phần đồ độ trên chiếc xe này cũng rất là đẹp quý anh chị và các bạn, cũng rất là hợp lý chứ cũng không phải là độ linh tinh. Và chiếc xe này hiện đang được chào bán với giá tại Car Center là 2.529.000.000 đồng, có bớt lậu thêm cho quý anh chị và các bạn ghé thăm showroom tại địa chỉ số 9 Nguyễn Văn Cử, Long Biên, Hà Nội. Vậy nên là những bạn nào nếu có thời gian thì hãy dành một chút ghé thăm trực tiếp showroom để có thể xem xe và nhận được giá cả ưu đãi nhất, cũng như là xem xe một cách thực tế và được cảm nhận bằng mắt thấy tai nghe của anh chị và các bạn nhé. Chứ xem qua video này đôi khi thì chúng ta cũng không thể nào mà chắc chắn được cái sản phẩm mà chúng ta muốn mua nó như thế nào, thì tốt nhất chúng ta hãy dành một chút thời gian ghé thăm showroom tại địa chỉ số 9 Nguyễn Văn Cử, Long Biên, Hà Nội. Toàn bộ xe bên em đều có cam kết bằng văn bản hợp đồng, và chiếc xe chúng ta vừa xem này bên em đã check hãng rồi, quý anh chị có thể check hãng lại nếu muốn. Đấy, và có hỗ trợ trả góp lên đến tối đa là hơn 70% giá trị xe cả. Ngoài ra thì bên em cũng còn một chiếc GLC 300 màu đỏ, cũng form mới, sản xuất 2020, dành cho các bạn nếu mà có sự lựa chọn giữa màu đen này hoặc là màu đỏ này, thì bên em có cả hai chiếc. Chiếc này thì cũng rất là lướt luôn, chỉ có 10.000 km thôi quý anh chị và các bạn nhé. Và một lần nữa em xin phép được cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.